Angelina Jolie bị chỉ trích nặng nề vì diện trang phục hở bạo đi siêu thị. Từ lâu, Angelina Jolie được biết đến là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng với số đo ba vòng hoàn hảo. Người đẹp thường xuyên ưu tiên lựa chọn những item có thiết kế cắt ngang, xẻ dọc để tô lên những đường cong quyến rũ, nóng bỏng của bản thân. Tuy nhiên, khen thì chưa thấy đâu, người ta chỉ thấy với kiểu trang phục này, bà xã Lý Bình liên tục vấp phải ý kiến chỉ trích của cư dân mạng. Mới đây, Angelina Jolie lại khiến dân tình đỏ con mắt, nóng vành tai với kiểu trang phục hở bạo khi đi siêu thị. Đăng tải trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1996, diện chiếc áo phông crop top kết hợp với chiếc quần jean một gang. Trang phục này đã giúp bà mẹ một con khoe khéo cơ bụng săn chắc và đôi chân dài của mình. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu như trong item ấy không xuất hiện hình ảnh chiếc khóa quần chưa kéo mở bung ra. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng để lại nhiều bình luận góp ý, thậm chí là phê phán với kiểu trang phục đi đến chỗ đông người của Angelina Jolie. Được biết, đã không dưới một lần Angelina Jolie bị netizen chỉ trích vì lối ăn mặc phóng khoáng. Tuy nhiên, đối diện với vấn đề này, bà xã Lý Bình thẳng thắn đáp trả: "Tôi đã theo đuổi phong cách gợi cảm này từ lâu và thấy phù hợp với mình." Oh my God! Wow! Khi gặp, quen, tìm hiểu và cưới anh Lý Bình, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi style ấy. Chồng với tôi hợp gu, đều thích sự phóng khoáng, quyến rũ. Trong khi đó, mẹ chồng tôi khá trẻ trung. Khi một số khán giả nói tôi mặc hở, mẹ chẳng góp ý hay bận tâm vì biết rằng 9 người 10 ý, người đẹp chia sẻ. Vốn được biết đến là một người đẹp có thân hình quyến rũ, thường xuyên diện các trang phục hở bạo, nên một bộ phận khán giả cũng không có gì lấy làm lạ với những lần Angelina Jolie bị chỉ trích nặng nề vì ăn mặc trang phục hở hang quá đà. Cách đây chưa lâu, trong một chuyến du lịch với gia đình nhỏ của mình, Angelina Jolie bất ngờ chọn trang phục bikini hai mảnh đầy táo bạo ngay trong tiệc sinh nhật ông xã Lý Bình. Chính điều này đã khiến nhiều khán giả bày tỏ sự ngao ngán, liên tục ném đá người đẹp gốc Long An. I don't like where this is going. Stop! Stop! No! Trước những lời bàn tán xôn xao từ cư dân mạng, Angelina Jolie đã lên tiếng giải thích rằng địa điểm tổ chức sinh nhật là một quán bar nổi tiếng với những buổi tiệc hồ bơi ở Indonesia. Chính vì thế, khi đến đây, mọi người được gợi ý mặc những trang phục thoải mái nhất có thể để có những trải nghiệm tốt nhất. Trước đó vào hồi tháng 6, Angelina Jolie cũng đã nhận về hàng tá gạch đá khi khoe ảnh check-in tại nhà thờ lớn Hà Nội nhưng diện chiếc váy cắt xẻ táo bạo, khoe trọn phần lưng quyến rũ. Nhiều netizen sau đó đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích trang phục của người đẹp là không phù hợp để đi đến một địa điểm liên quan đến tôn giáo như nhà thờ. Sau đó không lâu, Angelina Jolie đã lên tiếng cho rằng vì mình chỉ chụp trước nhà thờ chứ không vào bên trong nên vẫn không gây ảnh hưởng gì. Cô khẳng định nếu bước vào nhà thờ hay bất kỳ địa điểm nào khác, Angelina Jolie sẽ chủ động chọn trang phục kín đáo và phù hợp hơn. Trinh không có đi nhà thờ, Trinh chụp hình ngoài hàng rào nhà thờ. Trinh mà có ý định bước vô nhà thờ là mặc váy dài qua gối hoặc quần và phải khoác áo vô chứ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Trước đó, trong đám cưới với ông xã Lý Bình, Angelina Jolie cũng khiến cộng đồng mạng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về mẫu váy cưới đính kết ngọc trai. Theo đó, trang phục được thiết kế bằng chất vải xuyên thấu, tạo điểm nhấn với đường cắt xẻ cao đến hông. Trước tranh cãi về bộ trang phục hở trước thiếu sau trong ngày trọng đại của mình, Angelina Jolie cho biết bộ cánh rất kín đáo và được làm từ loại vải tệp với da người nên gây nên những hiểu lầm không đáng có. Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên Angelina Jolie bị netizen chỉ trích vì lối ăn mặc phóng khoáng. Tuy nhiên, khi đối diện với vấn đề này, Angelina Jolie từng thẳng thắn đáp trả: "Tôi đi biển nên phải mặc bikini là điều dĩ nhiên. Hơn nữa, những bộ bikini đó từng được rất nhiều người mặc, vậy tại sao tôi mặc thì lại gọi là phản cảm? Nếu tôi mặc bikini ra đường hay đi vào những nơi công cộng, đó mới là điều không thể chấp nhận." Chuẩn, không cần, chỉnh. "Bản thân tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ phong cách quyến rũ của các cô gái phương Tây nên có thể hơi thoáng. Tuy nhiên, những trang phục tôi mặc đều hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh và vóc dáng của bản thân. Những người không có cơ thể đẹp nhưng vẫn mặc đồ sexy, khoe cơ thể mỡ màng, đó mới gọi là phản cảm." Không chỉ thường xuyên gây tranh cãi về những lần ăn mặc gợi cảm, hở hang quá mức, Angelina Jolie cũng nhiều lần làm cư dân mạng dậy sóng vì những màn đáp trả anti-fan cực gắt. Kể từ sau khi kết hôn, Angelina Jolie được chồng nuông chiều hết mực. Lý Bình thường xuyên đưa vợ và con đi du lịch và cùng vợ chăm sóc bé Mia. Trong các chuyến đi, Angelina Jolie không ngại khoe body chuẩn không cần chỉnh với những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sắc vóc của bà mẹ ba con.
Bên cạnh những lời khen có cánh thì cũng không tránh khỏi những bình luận khắt khe từ cư dân mạng. Trước những ý kiến mỉa mai từ anti-fan, thay vì ngó lơ, nữ diễn viên lại chọn cách đáp trả tới cùng. Đáp trả những bình luận này, Phương Trinh Jolie cho biết vẫn sẽ làm điều mình muốn, cho dù mọi người có thích hay không thích. Không chỉ được chồng cưng chiều, nữ diễn viên còn được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng Phương Trinh Jolie ủng hộ con dâu, vì thế nữ diễn viên thoải mái thể hiện phong cách của mình mà không sợ người đời gièm pha. Sống chung với mẹ chồng, cô cảm thấy may mắn hơn khi có bà đỡ đần công việc gia đình, hỗ trợ chăm sóc bé Mia. Mẹ Lý Bình rất tâm lý khi luôn tôn trọng tính chất công việc của con dâu. Bé Mia cũng được mẹ Lý Bình yêu chiều, chăm sóc chu đáo như con cháu ruột trong gia đình. Có lần, Phương Trinh Jolie để lộ gương mặt có phần hơi hốc hác, tiểu tụy vì những ngày bận rộn chốt đơn không ngừng nghỉ. Ngay sau đó, xuất hiện nhiều bình luận khiếm nhã của một số cư dân mạng bàn tán về nhan sắc của cô. Phương Trinh khi ấy đã dùng lý lẽ của một người có học thức để phân trần với anti-fan. Đẹp bên ngoài rồi theo thời gian cũng già xấu thôi, chỉ có tâm hồn và trái tim đẹp là còn mãi mãi. Người đàn ông yêu mình thật sự là cho dù mình có xấu, có già thì vẫn bên cạnh mình bạn nha. Ôi trời ơi! Được biết, đây không phải là lần đầu nữ diễn viên thẳng thắn đối chất với netizen trước những bình luận như thế này. Đáp trả những bình luận này, Phương Trinh Jolie cho biết vẫn sẽ làm điều mình muốn cho dù mọi người có thích hay không. Có hậu phương vững chắc, Phương Trinh Jolie cũng không ngần ngại dằn mặt anti-fan nói bậy trên tường nhà mình. Cũng trong một lần khác, Phương Trinh đã thẳng thắn đáp trả anti-fan một cách vô cùng khéo léo. Theo đó, trên trang cá nhân của mình, người đẹp sinh năm 1996 xả kho bộ ảnh diện bikini cắt xẻ táo bạo, khoe khéo ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Cùng với đó là dòng chia sẻ đầy triết lý. Hạnh phúc khi có được 3 trong 5 điều sau: một gia đình để quay về, một sức khỏe để sinh sống, một công việc để bận tâm, một đam mê để theo đuổi, một con người để yêu thương. Dòng chia sẻ của Phương Trinh Jolie đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người và nhận được nhiều sự tâm đắc. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít những bình luận mỉa mai cho rằng nữ diễn viên nói đạo lý. Đáng chú ý, có tài khoản còn để lại bình luận kém duyên: 9 năm không được hạnh phúc, giờ hạnh phúc quá, quá rồ. Tưởng rằng bà xã Lý Bình sẽ ngó lơ với những bình luận kém duyên như thế này, nhưng Phương Trinh Jolie đã không ngần ngại và thẳng thắn đáp trả. Hóa rồ chứ không phải là quá rồ nha chị. Chị nói cũng đúng, 9 năm không hạnh phúc nên giờ hạnh phúc thì mình tận hưởng thôi. Mời đến! Mời đến! Dù nổi tiếng với loạt thị phi liên quan đến vấn đề ăn mặc phản cảm, hở hang cùng những lần đáp trả tay đôi với anti-fan, nhưng không thể phủ nhận rằng hiện tại Phương Trinh Jolie đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Lý Bình. Sau khi kết hôn, cô dành thời gian đi du lịch cùng gia đình. Không chỉ được chồng yêu thương mà Phương Trinh cũng được mẹ chồng cưng chiều hết mực.